NTS 68 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Phải vào trung tâm y tế huyện Thanh Sơn, Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng hai bàn tay có nhiều vết thương, kích thước từ 10 đến 30mm, chảy máu nhiều, đau đớn. Theo người phụ nữ này, điện thoại đang cắm sạc và đã để pin nên bà rút ra khỏi dây sạc. Bất ngờ, điện thoại nổ tung. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy đốt 3 ngón 2, gãy đốt 3 ngón 3 bàn tay phải kèm di lệch. Bệnh nhân đã được các y bác sĩ sơ cứu, khâu vết thương và đặt nẹp ngón tay. Hiện tại, sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của nữ bệnh nhân ổn định. Theo bác sĩ Hà Quang Huy, trưởng khoa ngoại tổng hợp, trung tâm y tế huyện Thanh Sơn, từ đầu năm tới nay, đơn vị này đã tiếp nhận cấp cứu điều trị cho 2 trường hợp bị chấn thương do điện thoại phát nổ, trong đó có một trường hợp chấn thương bàn tay rất phức tạp. Trong thời gian gần đây, liên tiếp ghi nhận những vụ tai nạn thương tâm do nổ điện thoại khi sạc và vừa sạc vừa dùng, gây ra những chấn thương rất nghiêm trọng như bỏng, dập nát bàn tay, mù mắt. Mới đây nhất, cũng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, vừa cấp cứu cho một bệnh nhi nam 12 tuổi ở huyện Điện Biên trong tình trạng đa chấn thương do nổ pin điện thoại. Nguyên nhân xác định là do bệnh nhân vừa dùng điện thoại vừa sạc, dẫn tới phát nổ, khiến bàn tay trái bị dập nát, chấn thương nhiều vùng trên cơ thể. Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cung cấp, vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 9, người nhà nghe thấy tiếng nổ. Khi chạy vào thì phát hiện bệnh nhân LAL đau đớn, có bàn tay trái bê bết máu, mặt và hai bên đùi có rất nhiều vết thương. Bên cạnh là chiếc điện thoại cháy xém cùng với dây sạc. Bệnh nhân sau đó đã được gia đình đưa tới trung tâm y tế huyện Điện Biên để sơ cứu. Sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Thế, phó trưởng khoa chấn thương trình hình bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, bàn tay trái của bệnh nhân bị dập nát rất nặng. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, tuy nhiên bệnh nhân không thể bảo tồn được cánh tay. Ngoài ra, bệnh nhân còn tổn thương mắt, hai mắt nhìn mờ, vùng mặt và hai cẳng chân có nhiều vùng xây sát nặng. Hay như một trường hợp khác, tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cơ sở này cũng đã vừa tiếp nhận hai bệnh nhân vào viện trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt, tay, chân. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, sáng sớm, điện thoại để ở đầu giường bất ngờ phát nổ, gây cháy chăn màn. Lúc này, bệnh nhân đang ngủ và bị lửa cháy sang người. Ngay lập tức, các bác sĩ xử trí vết bỏng, giảm đau chống sốc. Đánh giá bước đầu cả hai bệnh nhân bỏng nặng ở vùng mặt, hai bàn tay, mặt ngoài đùi bên trái, cẳng chân hai bên. Bàn chân bên trái diện tích khoảng 10-20%. Các bác sĩ cho biết hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, được chuyển tới khoa hồi sức cấp cứu và ngoại tổng hợp điều trị. Nhưng việc phục hồi cần rất nhiều thời gian. Trước đó ở nước ta cũng đã ghi nhận rất nhiều tai nạn thương tâm do nổ điện thoại khi vừa sạc vừa dùng, gây ra những chấn thương rất nghiêm trọng như bỏng, dập nát bàn tay, mù mắt. Hồi tháng 8, một người phụ nữ ở Bắc Giang cũng đã bị vỡ nhãn cầu, cụt ngón tay phải và vùng mặt, ngực, chân tay chi chít hàng trăm tổn thương vì điện thoại phát nổ khi đang vừa sạc vừa sử dụng. Nữ bệnh nhân 37 tuổi được chuyển vào Bệnh viện Việt Đức vào rạng sáng ngày 6 tháng 8 trong tình trạng thương tích toàn thân, nguy hiểm tính mạng. Ngay khi cấp cứu ổn định, người bệnh được chuyển vào phòng mổ. Các bác sĩ đã cắt dị vật căm trong những tổn thương, xử lý cắt cụt ngón tay, bàn tay phải. Riêng nhãn cầu mắt bên phải đã bị vỡ. Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã sang mổ, phối hợp với đúc nhãn cầu. Bệnh nhân vĩnh viễn bị mất thị lực bên phải. Hay như trước đó vào ngày 14 tháng 10 năm 2021, một nam sinh lớp 5 tại Nghệ An cũng đã tử vong vì điện thoại đang cắm sạc bất ngờ phát nổ khi em này đang học online. Hay như một sự việc khác vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, một vụ tai nạn chết người khác cũng đã xảy ra tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình, khiến anh QVA sinh năm 1993 tử vong. Người thân phát hiện anh A tử vong tại phòng khách của gia đình. Chiếc điện thoại bị nổ đã dính vào vùng ngực của nạn nhân. Theo các chuyên gia, vừa sạc pin, vừa sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, laptop là một thói quen của không ít người. Tuy nhiên, đây là một thói quen nguy hiểm và có thể dẫn tới chết người. Được biết, hàng năm, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thường xuyên ghi nhận các tai nạn sinh hoạt do việc sử dụng các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại thông minh không đúng cách. Trước đó cũng đã có rất nhiều trường hợp bỏng nặng do nổ điện thoại khi vừa sạc vừa dùng sạc điện thoại qua đêm, gây ra những chấn thương nghiêm trọng như bỏng, dập nát bàn tay, mù mắt. Do đó, các bác sĩ khuyên cáo rằng khi đang sạc điện thoại không nên sử dụng, không sạc điện thoại qua đêm. Nên sạc điện thoại cần cách xa người và vật liệu dễ cháy. Bên cạnh đó, người dân không nên sử dụng máy tính nói riêng và các thiết bị điện tử quá cũ, có nguy cơ hỏng hóc nói chung. Cần phải thay pin, nên sử dụng pin từ nhà sản xuất uy tín và được bảo hành chính hãng. Tốt nhất, chúng ta không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong lúc khi vừa sạc vừa dùng. Trong trường hợp đang sử dụng hoặc đang sạc pin, người dùng nhận thấy lớp vỏ của điện thoại hoặc laptop trở nên nóng hơn bình thường,
thậm chí cảm giác nóng đến bỏng tay. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm, cảnh báo các thiết bị này có nguy cơ phát nổ. Đặc biệt, nếu người thấy mùi chất khái của nhựa hoặc mùi hóa chất, điện thoại phát nổ, phát ra tiếng rít, tiếng kêu lục bộp, đôi khi có khói bốc ra từ điện thoại hay laptop, chúng ta lập tức hãy rút nguồn điện nếu đang sạc. Đặt thiết bị tránh xa cơ thể. Bên cạnh đó, cần phải đặt những thiết bị này tránh khỏi những nơi dễ cháy khác, đề phòng thiết bị này phát nổ, gây thương tích hoặc có thể dẫn tới hỏa hoạn nghiêm trọng. Một dấu hiệu cảnh báo khác đó là pin điện thoại, máy tính bị phồng. Trong trường hợp pin phồng quá mức có thể làm hỏng và lớp vỏ ngoài của chúng sẽ làm cong mặt lưng của máy. Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cao dẫn tới nguy cơ điện thoại phát nổ. Người dùng hãy thường xuyên chú ý quan sát lớp vỏ của thiết bị này, nhất là với những sản phẩm có vỏ nhựa. Nếu pin phồng, mặt lưng của điện thoại laptop có thể bị uốn cong hoặc viên máy bị hở ra, hay như đặt các thiết bị lên mặt phẳng mà không còn nằm bằng phẳng. Trong trường hợp pin hoặc các thiết bị chai nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng được ít phút dù đã sạc đầy pin. Người dùng cũng cần phải thay pin trên thiết bị vì pin bị hỏng cũng có nguy cơ xảy ra cháy nổ, nổ điện thoại, nổ laptop. Có rất nhiều lý do khiến chiếc điện thoại, máy tính bảng bị bốc cháy hay phát nổ. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lỗi pin trên thiết bị. Các thiết bị di động ngày nay, từ điện thoại, máy tính bảng đến laptop, đều đang sử dụng pin công nghệ lithium ion. Bên cạnh đó, đây là một thiết bị rất dễ cháy nổ và có thể nổ khi tiếp xúc với không khí, đặc biệt là nước. Nếu pin sử dụng lâu ngày, dẫn tới xuống cấp hoặc xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng, như điện thoại bị vỡ, rơi, có thể khiến cho phần vỏ pin bị hỏng, làm cho các thành phần bên trong pin bị bay hơi, tiếp xúc với không khí, rồi dẫn tới hỏa hoạn. Một nguyên nhân rất phổ biến khác đó là có thể khiến chiếc điện thoại bốc cháy hoặc phát nổ đó là do nhiệt độ quá cao. Nếu nhiệt độ thiết bị tăng cao trong quá trình sạc hoặc sử dụng liên tục có thể tạo ra phản ứng dây chuyền trên pin và kết quả cuối cùng là pin bắt lửa, phát nổ. Ngoài ra, lỗi pin có thể bắt nguồn từ nhà sản xuất, khiến pin không đảm bảo chất lượng và phát nổ khi đang sử dụng hoặc đang sạc. Tình trạng này hiếm khi xảy ra, do pin ở trên điện thoại thường phải được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng. Nhưng vẫn có những trường hợp sản phẩm đến tay người tiêu dùng với pin bị lỗi khiến cho thiết bị dễ cháy nổ. Chính vì vậy, các bác sĩ khuyên cáo khi đang sạc điện thoại không nên sử dụng, không nên sạc điện thoại qua đêm. Nên sạc điện thoại cần để cách xa người dùng và vật liệu dễ cháy nổ. Bên cạnh đó, nếu đang có cuộc gọi hoặc tin nhắn khi đang sạc thiết bị, bạn nên rút sạc thiết bị trước khi chạm vào điện thoại để trả lời cuộc gọi hay tin nhắn. Tuyệt đối không nên vừa sạc pin vừa dùng điện thoại. Khi vừa sạc vừa sử dụng điện thoại sẽ làm thiết bị nóng lên. Từ đó, pin sẽ bị phồng, dẫn tới nguy cơ cháy nổ rất nguy hiểm. Bạn nên hạn chế tối đa việc làm này để giúp sạc hiệu quả, an toàn và tránh nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.